chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm thế nào để mà làm việc nhóm hiệu quả nha. Ok, cái người mới vào nhóm á, làm thế nào để biết họ phù hợp với cái đội nhóm của bạn hay không? Thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn một cái bí quyết. Thì khi mà cái người mới vào nhóm á, thì thường thường á, giống như là một cái chiến sĩ mới vào cái đội của các bạn á, thì đầu tiên mình phải kiểm tra năng lực bằng cách đưa cho người ta những cái dụng cụ bình thường thôi, giống như một dũng sĩ và bạn đưa cho họ một cái thanh gươm báu thì người ta sẽ sử dụng cái thanh gươm báu nó tốt đúng không? Trước khi bạn trao gươm báu cho người ta thì bạn hãy đưa cho người ta một thanh kiếm bình thường, một thanh gươm bình thường thôi. Có nghĩa là khi bạn họ vào team của bạn, giống như bạn đưa cho họ một cái laptop hay là một cái máy vi tính bình thường thôi mà họ sử dụng nó, họ làm tốt việc cho bạn, thì có nghĩa là sau này bạn đưa cho họ một cái laptop tốt hoặc là một cái máy vi tính tốt thì họ càng làm tốt như thế nào nữa đó. Các bạn nhớ cái này nha. Và cái thứ hai, ví dụ như họ vào team của bạn, họ làm về marketing hoặc làm về sales thì bạn không có training gì hết, bạn cứ để cho người ta làm việc trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, bạn coi cái năng lực của họ làm việc như thế nào. Sau khi bạn training cho họ thì bạn thấy làm việc như thế nào, nó khác nhau hay là nó giống nhau. Thì khi mà bạn không đưa cho họ cái gì hết, bạn không trao cho họ thêm một cái giá trị gì hết mà họ làm việc tốt rồi đó, rồi sau đó bạn đưa họ thêm những cái công cụ, những cái sự giúp đỡ của bạn, đưa cho họ thêm những cái mà để giúp họ về đích được, thì họ sẽ làm việc cho bạn tốt như thế nào, tốt hơn gấp nhiều lần, gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần các bạn. Rồi, bạn nên nhớ cái này. Rồi, bây giờ có những một số bạn hỏi mình á, tại sao mà trong cái group của em á, là hay có những người họ trong công ty của em hay có những người bỏ đi là không có làm việc nữa, không có làm việc nữa. Lý do là lương hay là lý do tại như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ. Lương chỉ là một phần mà các bạn. Cái phần quan trọng á là khi người ta vào cái công ty của bạn hay người ta vào cái hệ thống của bạn á, người ta có được cái gì và mất cái gì. Nhiều người cứ nghĩ á, đối với những cái công việc bình thường, nhân viên văn phòng hay trực điện thoại này nọ, các bạn nghĩ nó không quan trọng. Nhưng mà thực chất nó rất là quan trọng. Và các bạn cứ nghĩ là ok, hết cái việc công ty này đi tới công ty khác, công ty này trả mình lương thấp, tới công ty khác trả lương cao. Nhưng có quan trọng không các bạn? Các bạn có cho người ta thấy cái tương lai của họ hay không? Các bạn cho người ta thấy là một, và các bạn, người ta có thấy được cái tương lai của họ trong đó hay không? Khi họ đi vào công ty của bạn là họ một người bình thường, nhưng khi họ thấy cái đội ngũ của bạn làm việc, cái ông lãnh đạo của công ty, cái câu này các bạn nên nhớ nè, cái ông lãnh đạo của công ty là cái bộ mặt của công ty đó. Khi người lãnh đạo đó, cái tư duy của họ phóng khoáng, họ làm việc thoải mái và họ làm việc nghiêm túc, chính trực, thì công ty đó là nghiêm túc và chính trực. Và cái khi ông chủ đó không đàng hoàng là cái công ty đó không đàng hoàng. Cái ông chủ của công ty với lại cái công ty là hai cái gương cho nhau các bạn. Cái công ty đó tốt thì ông chủ là người tốt, còn công ty đó không ra gì thì ông chủ là người không ra gì đó. Bạn nên nhớ như vậy. Và khi bạn vào công ty á, bạn nên nhớ một cái người mà vào công ty họ muốn cái gì. Một cái người nhân viên bình thường vào công ty, họ muốn phát triển bản thân họ, họ muốn cống hiến cho công ty của bạn, và họ muốn gì nữa, họ muốn đạt được cái thu nhập tốt để họ về họ lo cho gia đình của họ. Thì họ muốn sau khi họ vào công ty của bạn, đó là input nha, input là cái nhỏ nhỏ như thế này, họ vô công ty của bạn, họ là người bình thường, họ vào công ty của bạn, họ muốn sau khi cái output ra họ phải là người khác các bạn, người thành công hơn, người giàu có hơn và người gọi là có nhiều kinh nghiệm hơn. Mà bạn không cho họ làm cái điều đó, những cái ước mơ của họ như vậy và những cái hoài bão của họ như vậy mà họ không có được thì họ sẽ bỏ bạn, họ ra đi thôi. Bạn nên nhớ người này, muốn giữ người lại các bạn phải hỏi họ, họ muốn cái gì, họ muốn cái gì thì bạn họ vào công ty bạn. Các bạn training cho họ xong hết rồi, họ làm giỏi việc rồi thì tất nhiên họ nhảy việc, đó là chuyện bình thường các bạn, có được chuyện bình thường của rất là nhiều người. Tại sao như vậy? Tại vì họ muốn phát triển hơn. Ví dụ như họ vào của bạn là khoảng họ có 5 phần công lực đi, khi họ ra họ đã có 10 phần công lực rồi. Bây giờ họ muốn nâng cái công lực của họ lên thì họ bắt buộc phải làm với công ty khác to hơn, lớn hơn để họ thể hiện được bản năng, bản thân của họ và thể hiện được, chọn được những cái công ty lớn để họ phát triển được cái năng lực của họ rồi. Hết thật bình thường. Nhưng mà các bạn nên nhớ là các bạn hãy làm sao để họ ở lại được với bạn, mà ở lại được với bạn và cái việc ở lại của họ đó sẽ làm hạnh phúc cho họ, bản thân họ,
là cái mức lương của họ cũng hài lòng với họ, và gọi là cái việc là họ có ở trong được cái culture, cái văn hóa của công ty của bạn không, là cái chuyện đó là phụ thuộc vào bạn nữa, chứ không phải họ ở lại họ không giúp ích gì công ty của bạn hết, mà họ lại họ phá thì nó cũng rất là mệt đó. Một cái người bình thường mà nó vào công ty của bạn rồi, vào cái hệ thống của bạn rồi, khi vào hệ thống bạn rồi mà họ thấy họ phát triển mỗi ngày, họ thấy mỗi ngày đều phải có những gì đó để họ học hỏi, mỗi ngày họ càng ngưỡng mộ bạn hơn. Bạn là ông chủ của công ty đó, hoặc là bạn là giám đốc, hoặc là bạn là CEO của công ty đó, mỗi ngày cái gì bạn người ta cũng thấy là cần phải có gì đó học hỏi bạn, thì họ không bao giờ ra đi mà bỏ bạn lại một mình đó. Lý do tại sao họ luôn luôn muốn học hỏi bạn, luôn luôn họ không bao giờ theo kịp bạn hết, thì lúc đó là cái khát khao họ là mong muốn để mà được giống như bạn, thì lúc đó thì công ty của bạn mới thành công được. Chứ họ vô mà họ thấy công ty không xong thì họ tự động họ bỏ đi thôi các bạn. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống tốt hết, các bạn cũng vậy thôi. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Mình mong là các bạn thấy mà trong đội ngũ của mình á, nếu mà nhân viên mới hoặc là cái người nào đó mới vào gia nhập team của bạn, thì các bạn phải thử thách năng lực của họ một tí xíu, chứ không phải cứ để nguyên cho họ vào team bình thường được các bạn. Và thứ hai nữa, khi mà đã vào team rồi thì bạn phải làm sao cho họ thấy mỗi ngày trôi qua họ phát triển được cái khả năng của họ. Và cái thứ ba nữa, cái người này có ở lại được với team bạn hay không, đó phụ thuộc vào cái văn hóa của công ty của bạn, cái văn hóa của cái system hệ thống của bạn. Đừng trách người ta bỏ bạn ra đi, mà trách là bạn có còn cái gì để cho họ ở lại người ta học hay không. Chứ họ thấy họ học hết tất cả những thứ mà họ cần rồi thì họ sẽ ra đi thôi các bạn. Cho dù lương bạn trả cao tới cỡ nào mà người ta cảm giác là người ta đã on top of the world, là trên đỉnh thế giới rồi, họ không còn cái gì để học hỏi nữa, thì ra đi, chia tay là một cái điều bình thường rồi các bạn. Hãy tạo cho cái công việc của họ có sự hấp dẫn và luôn luôn là thôi thúc người ta mỗi ngày đến công ty là một cái gì đó rất là đam mê, có gì đó mới mẻ, và cái đó có niềm vui, niềm hạnh phúc, và cái văn hóa đó nó ăn vào máu của họ rồi, họ không thể nào bỏ bạn ra đi được. Làm việc họ thấy rất là vui, thấy rất là nhiều năng lượng, và xung quanh họ toàn là những cái người tích cực không à, thì làm sao mà bỏ bạn ra đi được. Rồi, kết thúc video đây. Các bạn nào thích thì hãy cho mình nút like và hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của mình, và nhớ bấm nút chuông nha, để những cái video mới ra bạn là người nhận được sớm nhất.